Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 19 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, đập tan ách áp bức bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Là sự kiện mang tầm vóc thời đại, cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới, vùng lên đấu tranh giành độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Và trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao mong muốn những người làm ngoại giao tiếp tục quảng bá hình ảnh con người và môi trường đầu tư của Hưng Yên tới bạn bè quốc tế. Không khí những ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 qua hồi ức của các nhân chứng. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ và trưởng thôn trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Lực lượng công an với việc đảm bảo an ninh khu công nghiệp và đô thị giúp cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư tại Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên về một số vấn đề trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ các bộ ban ngành có liên quan trong việc tổ chức các đoàn của tỉnh đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài và các đoàn quốc tế vào tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tại tỉnh. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã ký 4 thỏa thuận hợp tác, gồm thỏa thuận hợp tác xây dựng thành phố thông minh với tập đoàn LH Hàn Quốc, thỏa thuận hợp tác mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2 với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản, bản thỏa thuận hợp tác về tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật ngành nước sạch với cơ quan nước sạch tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, thỏa thuận hợp tác với liên danh các nhà đầu tư Singapore. 7 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã thu hút thêm 5 dự án nước ngoài và điều chỉnh 24 dự án đưa tổng dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh lên 500 dự án với tổng số vốn đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh Hưng Yên cũng thường xuyên tham gia kết nối chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản xuất khẩu. Nhất là nhãn lồng Hưng Yên được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, châu Âu, Singapore. Bên cạnh hợp tác quốc tế về đầu tư, tỉnh Hưng Yên cũng đẩy mạnh hội nhập quốc tế các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, du lịch. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 14 dự án phi chính phủ nước ngoài hoạt động, giá trị viện trợ trên 912.000 đô la Mỹ. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được tăng cường, các hoạt động ngoại giao văn hóa được đẩy mạnh, góp phần quảng bá giới thiệu lịch sử văn hóa vùng đất phố hiến và tiềm năng lợi thế của Hưng Yên đến bạn bè quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Ngoại giao đối với tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua, đồng thời làm rõ những kết quả về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện để tỉnh nắm bắt thời cơ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế xã hội, quan tâm hỗ trợ tỉnh triển khai các hoạt động hợp tác xúc tiến đầu tư thương mại với các nước để thu hút đầu tư FDI, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, cung cấp đầu mối liên hệ với người Hưng Yên ở nước ngoài, tiếp tục kết nối sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các nguồn vốn ODA cho các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giáo dục, giảm nghèo, khoa học công nghệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, đào tạo nhân lực. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, có tỉnh Hưng Yên đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác đối ngoại mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là định hướng chiến lược phát triển của tỉnh dựa trên 3 trụ cột chính: công nghiệp hiện đại, thương mại, dịch vụ, gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao. Tái lập tỉnh cho đến nay thì phải nói rằng Hưng Yên đã có những bước phát triển kỳ tích, đã đạt được những kết quả rất toàn diện trên tất cả các mặt, cả trong công tác đối ngoại của tỉnh và hội nhập quốc tế. Và đó chính là những thành tựu kết quả
đặt nền móng vững chắc để Hưng Yên tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh cũng như là nghị quyết 13 của Đảng. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị trong thời gian tới tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tăng cường triển khai hoạt động đối ngoại, coi đối ngoại là động lực trong sự phát triển của tỉnh, chú trọng mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế, thúc đẩy thương mại quốc tế, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh ra thị trường thế giới. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ làm việc với các bộ ngành trung ương và trình chính phủ xem xét, giải quyết. Đồng thời, Bộ sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao các nước để đẩy mạnh hợp tác quốc tế và kết nối tỉnh với các đối tác. Tại buổi làm việc, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam tặng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trao tặng Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh mỗi đơn vị 50 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, dâng hương tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Hưng Yên đã đứng lên tổng khởi nghĩa đập tan xiềng xích của thực dân Pháp, phát xít Nhật giành chính quyền. Ngày tháng hào hùng ấy đã qua, nhưng ký ức về mùa thu lịch sử vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người trực tiếp chứng kiến. Bởi với họ, ký ức ấy là một phần máu thịt, là niềm tự hào, là sức mạnh to lớn để thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo. 100 tuổi, nhưng lão thành cách mạng Lưu Văn Quảng vẫn rất minh mẫn. Ông Quảng cho biết, đầu tháng 8 năm 1945, được tin quân Nhật rút từ Phù Cừ về thị xã Hưng Yên. Căn cứ vào chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của Tổng bộ Việt Minh, ông được giao làm nhiệm vụ canh gác tại điểm khác đoạn đường đối giữa huyện lỵ Phù Cừ về thị xã Hưng Yên để nắm chắc tình hình di biến động của địch, báo về cho Việt Minh, lãnh đạo nhân dân trong huyện đánh úp huyện đường, giành chính quyền sớm nhất trong toàn tỉnh. Tôi cùng mấy này ông quản ra gác đề phòng một số nó rút về đường 202, nó về sông Luộc, nó về Hải Dương. Việt Nam độc lập muôn năm, đà đảo phát xít Nhật. Ngay sau khẩu hiệu đó là hình ảnh ngàn người không phân biệt già trẻ gái trai, khí thế hưng hực đi phá kho thóc Nhật, chia cho dân nghèo. Nhân dân các địa phương đầu trần chân đất, thắt lưng bao tượng, tay cầm giáo mác, đòn cánh, biểu tình giành chính quyền. Khí thế hào hùng, sục sôi ấy đã in đậm trong ký ức của thanh niên 15 tuổi Trần Hùng, phụ trách đội thiếu nhi cứu quốc. Và rồi trở thành sức mạnh, động lực tiếp tục tham gia kháng chiến, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Bác loa tuyên truyền, lúc thì cầm cờ, hô hào, bà con phá quả thóc. Thế sau đến ngày 19 tháng 8, chúng tôi là huy động bà con đi xuống dưới huyện để hỗ trợ với dưới Tiên Lữ để lập chính quyền ở huyện Tiên Lữ. Chứng kiến cảnh áp bức bóc lột của bọn lý trưởng cường hào, sự tàn bạo của thực dân Pháp, anh thanh niên Vũ Ngọc Huỳnh cùng nhiều thanh niên yêu nước khác, xã Xích Đằng, Tổng An Tảo, huyện Kim Động, nay là khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, đã tìm đến cách mạng. Hưởng ứng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Được sự giúp đỡ chỉ dẫn của các cán bộ Việt Minh, ông Huỳnh cùng nhiều thanh niên và đông đảo nhân dân trong xã đã tham gia cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, cướp chính quyền thực dân, phong kiến ở địa phương. Thời kỳ mà Pháp thuộc, dân thì là phần lớn là đói, gia đình đặc biệt quá. Đến bây giờ thì tỉnh của mình cũng đã phát triển rất là nhiều, thành phố nước xây dựng nó đẹp đẽ. Ngọn lửa cách mạng tháng 8 đã đưa đất nước sang một trang mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh. Phát huy truyền thống đó, ngày nay lớp lớp thế hệ người con Hưng Yên ra sức thi đua lao động học tập để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc.
Chiều qua, Thành ủy Hưng Yên tổ chức buổi tọa đàm đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới. Dự tọa đàm có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung nhiệm vụ giải pháp, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong thực tiễn của Đảng bộ phường cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thông qua buổi tọa đàm đã làm rõ hơn những vấn đề thực tiễn được cơ sở của thành phố Hưng Yên trong đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giải pháp hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức. Xác định lãnh đạo cấp thôn có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những năm gần đây Đảng bộ huyện Phù Cử đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết mà Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Từ năm 2020 đến nay, việc xây dựng nông thôn mới ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều công trình hạ tầng cơ sở, đường giao thông, nhà văn hóa được làm mới khiến diện mạo làng quê thay đổi rõ rệt. Hiện thôn đang tập trung thực hiện mục tiêu trở thành khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2022. Một khối lượng lớn công việc cần phải triển khai đã được đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Địa phương làm cái con đường này ấy, nhà tôi hiến như vậy là chiều dài của nó là 50 mét mà chiều rộng của nó là 1,5 mét. Chúng tôi rất là vui vẻ, không có thắc mắc cái gì cả, bởi vì chúng tôi được họp rồi, được đảng chính quyền ấy là đã thông tư tưởng hết rồi. Bí thư trưởng thôn là cũng phải có cái đề xuất đề nghị để làm sao là từ đảng ủy cho đến hội đồng dân, ủy ban nhân dân quan tâm để làm sao cho cái đời sống của nhân dân, đặc biệt là về cái đường xá đi lại đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại bây giờ. Tất cả mọi cái công việc là mình phải làm sao là cũng là đi sâu, có triển khai thì phải kiểm tra thì nó mới đạt được cái hiệu quả như thế này. Thời điểm mới thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp, Tiên Tiến là một trong ba xã điểm nóng của huyện Phù Cử về số vi phạm. Tuy nhiên, nhờ biết phát huy vai trò nòng cốt là các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trong việc phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể vận động tuyên truyền các hộ dân, đến thời điểm này 118 trên 118 hộ vi phạm của xã đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, không có tình trạng tái vi phạm. Được đồng chí trưởng thôn với lại ủy ban nhân dân xã là xuống vận động, tôi cũng thấy là nhà tôi là xây ở đây là sai với lại quy định của pháp luật, thì nhà tôi là cũng tự động tháo dỡ. Anh em chúng tôi cũng nhìn xuyên suốt cả một quá trình tiến hành làm, đến khi mà hoàn thành được nhiệm vụ của trên thì chúng tôi cảm thấy cái kiên trì vẫn là mẹ đẻ của thành công. Không có kiên trì thì không có việc nào làm thành công cả. Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, chúng tôi vẫn nói là cánh tay nối dài của ủy ban dân xã và thực hiện các cái nhiệm vụ rất hiệu quả. Chúng tôi thường xuyên trao đổi về các cái nghiệp vụ cũng như là nâng cao cái trình độ năng lực chính trị và tạo điều kiện các cái công việc ở cái mức tốt nhất để cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện Phù Cử có 54 chi bộ thôn, 100% các thôn đều thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn. Việc phát huy tốt vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã giúp các địa phương ở huyện Phù Cử thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 4 di tích cụm di tích trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đình chùa Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, đình thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, đình Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, đình Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Phan Lâm được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Địa phương có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích, cụm di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 264 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh và 175 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia.
Năm 2022, huyện Văn Giang giao và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công gần 630 tỷ đồng. Đến nay, huyện mới giải ngân được trên 155 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 23%, chậm so với kế hoạch vốn giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện thời gian qua chủ yếu tập trung vào các công trình dự án triển khai hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với số vốn giải ngân gần 125 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là do vướng mắc cho công tác giải phóng mặt bằng. Cộng thêm giá nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến một số nhà thầu chậm triển khai dự án. Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới. Các chủ đầu tư từ huyện đến cơ sở cần triển khai, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ trên từng công trình dự án để có khối lượng nghiệm thu giải ngân vốn đầu tư đạt tiến độ, như làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, chỉ đạo các nhà thầu chủ động thiết bị máy móc, nguyên vật liệu và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung tại các khu công nghiệp, khu đô thị nói riêng những năm qua cơ bản được thực hiện tốt, cho thấy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Đồn Công an khu công nghiệp Thăng Long 2 có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, giám sát các doanh nghiệp vào đầu tư, chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tập trung hướng dẫn thủ tục lưu trú đối với người nước ngoài đến làm việc sinh sống tại khu công nghiệp này và khu công nghiệp Phố Nối B, thị xã Mỹ Hảo. Vào giờ cao điểm, đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, các cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực ra vào của cổng khu công nghiệp. Buổi tối tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó thì hàng ngày chúng tôi nắm bắt tình hình an ninh trật tự cũng như diễn biến tư tưởng của người lao động, thì qua đó thì phát hiện từ xa được sớm những tai nạn xã hội. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự xã hội trong hai khu công nghiệp nêu trên với hơn 100 doanh nghiệp trên 35.000 công nhân lao động luôn được đảm bảo. Cơ bản, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, qua đó không chỉ tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đã và đang hoạt động mà còn tạo ra môi trường tốt để tiếp tục thu hút đầu tư. Đồn Thăng Long 2 thì phối hợp rất là tốt với bên nhà máy, thường xuyên đi tuần tra và có vấn đề sự việc gì xảy ra thì bên đồn đều rất là nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ, thì nhà máy cũng rất là yên tâm. Hiện tại thì Mytech thì rơi vào khoảng 3.600 công nhân viên. Sự hiện diện của lực lượng công an ở trong khu công nghiệp như thế nên là cái tình hình an ninh trật tự ở trong khu công nghiệp 10 năm vừa qua rất là tốt, không xảy ra cái vụ việc gọi là nghiêm trọng nổi cộng. Và chính vì thế nên là các cái nhà đầu tư cũng rất là yên tâm khi mà đến đầu tư ở khu vực Thăng Long 2. Tại đô thị Dream City, huyện Văn Giang, ngay sau khi tiến hành xây dựng đầu năm nay, Công an huyện Văn Giang đã thiết lập một tổ công tác tại công trường với 6 cán bộ chiến sĩ. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự tại các khu công trường hơn 15.000 lao động cơ bản đảm bảo, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Khi có sự việc xảy ra, các anh ở tổ công tác đã kịp thời phối hợp và giải quyết, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Mong rằng lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy tinh thần người cảnh sát nhân dân là nòng cốt cho công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư. Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 18 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Giang bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Văn Lường, sinh năm 1966 ở thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. 14 đối tượng đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Thu giữ gần 180 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người đối tượng, một bộ bài và đồ dùng để chơi sóc đĩa, một xe ô tô, 3 chiếc xe máy. Các đối tượng trên đều thường trú tại các huyện Quế Châu, Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Với thủ đoạn tinh vi, đã chọn địa điểm tầng 2 nhà kiên cố, có gắn hệ thống camera và người canh gác nhằm tránh sự phát hiện và gây khó khăn cho công tác nắm tình hình của lực lượng công an.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.